tên là Hạnh. Thì hiện nay tôi đang là giám đốc sáng lập của một doanh nghiệp Megamax thuộc đại học và quốc tế miền Đông. Thì tôi cũng rất là vinh hạnh được ở đây để có chia sẻ một số những cái hoạt động mà doanh nghiệp Megamax hiện đang làm, rất là hy vọng là sẽ được gặp gỡ và trao đổi thêm với các anh chị em. Thì Hạnh sẽ bắt đầu bằng cách nói sơ về cái bối cảnh của mình như trong quá khứ và trong hiện nay và tương lai, để mọi người hiểu thêm tại sao mình đưa lại đang tập trung vào khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Thì vườn ươm doanh nghiệp Metamax là một cái case study của Bình Dương về hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Chúng tôi cũng làm việc rất là chặt chẽ với đại sở công nghệ ở Bình Dương để mà xây dựng cái chương trình này. Thì Bình Dương thì được biết tới là một thành phố rất là phát triển về công nghiệp. Từ trong vòng 20 năm qua thì Bình Dương đã phát triển từ một cái nơi là chủ yếu là về nông nghiệp, hiện nay đã trở thành một trong những cái thành phố công nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Thì với một số con số sơ bộ đây, Bình Dương là tăng trưởng trên 9%, đặc biệt là năm ngoái là 9.1%. Chúng tôi cũng có những cái xếp hạng chỉ số quốc gia đứng trong top 10 trong nhiều chỉ số, và đặc biệt là doanh nghiệp lựa chọn cơ sở hạ tầng là đứng thứ nhất. Thì đây là một cái timeline sơ về Bình Dương. Thì từ những năm 1990 thì Bình Dương đã tập trung rất là phát triển về công nghiệp, và sau đó thì khi mà đã có điều kiện thì Bình Dương tập trung vào phát triển giáo dục và sức khỏe, và đến hiện nay thì sự tập trung đó lại đổi qua và phát triển công nghệ cao, và tiêu biểu là dự án thành phố thông minh. Thì một trong những cái đơn vị mà rất là năng động trong việc cùng với Bình Dương phát triển đó là Megamax IDC. Thì ngoài cái việc mà tập trung phát triển công nghệ thì Megamax IDC còn phát triển đô thị, và rất tập trung vào những cái mảng về sức khỏe, giáo dục cũng như là các mảng cái dịch vụ tại Bình Dương. Thì một trong những cái chương trình tiêu biểu, những cái dự án tiêu biểu của Bình Dương đó là dự án thành phố thông minh. Thì dự án thành phố thông minh là mình xây dựng trên cơ sở là ba nhà, giữa sự phối hợp giữa nhà trường, nhà nước và nhà doanh nghiệp. Thì đối với cái sự phối hợp của ba nhà này đó là một nền tảng rất là vững chắc để xây dựng nên một cái sự tháp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Thì đối với cộng đồng doanh nghiệp thì thành phố thông minh tập trung để hỗ trợ cho các nhà khởi nghiệp thông qua việc hỗ trợ về ngoài việc không gian làm việc thì còn có trang thiết bị nhà ở. Có nhiều bạn startup đến với Hạnh và các bạn cũng hỏi là nếu mà mình cùng làm với Hạnh ở đây thì bên mình có hỗ trợ chỗ ở các bạn không? Và thật sự ở đây là các bạn đã có nhiều bạn chuyển từ những cái nơi khác như thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã về và thành phố mới Bình Dương hiện nay đang làm việc ở đó. Sau đó là truy cập vào các hệ thống kiến thức và giáo dục. Mối quan hệ với các công ty vì Bình Dương có cái hệ thống doanh nghiệp rất là lớn ở trong tỉnh, cho nên là với các công ty khu vực thì chúng tôi cũng có cái kết nối rất là chặt chẽ cũng như với các nhà đầu tư và cố vấn. Thì đối với vườn ươm doanh nghiệp Megamax, lý do mà trường đại học quốc tế miền Đông được lựa chọn để chạy cái chương trình vườn ươm doanh nghiệp Megamax này thì đó là chúng tôi một trong những ưu tiên hàng đầu đó là phục vụ cộng đồng doanh nghiệp ở địa phương và cũng như ở ngoài, và chúng ta còn có những sẵn các cơ sở vật chất để mà tiến hành cái công việc này. Thì ngoài cái việc cơ sở vật chất cũng chỉ là một phần thôi, cái phần quan trọng là về cái những cái chương trình hỗ trợ của những cái khác biệt. Thì ở đây mọi người có thể thấy là tại Business Megamax Business Incubator, vườn ươm doanh nghiệp Megamax thì là ở giữa để kết nối với những cái nơi có những cái nguồn lực, những cái đại học tới miền Đông, những cái doanh nghiệp, những công ty khởi nghiệp và kết hợp với cả Megamax để từ đó sử dụng những cái nguồn lực của nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp để cùng hỗ trợ cho các công ty startup phát triển. Đây là một số cái hình ảnh cũng là thì chúng tôi đặt giá trị của mình là làm giàu hệ sinh thái khởi nghiệp nên thành phần trong cái giai đoạn đầu tiên, đây là hỗ trợ xây dựng nền tảng của mục tiêu thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp. Đây là một cái bức tranh chung về cái hệ
nghiên cứu rất là kỹ của giáo sư Daniel Eisenberg là từ trường Babson College cũng như là Harvard, thì ông đã đưa ra một cái hệ sinh thái khởi nghiệp bao gồm 6 cái thành phần chính. Và khi mà chúng tôi nghiên cứu về thành phần này thì chúng tôi nhận ra là nếu mà đạt được một cái vườn ươm doanh nghiệp trong trường đại học thì có thể giải quyết được nhiều cái thành phần trong hệ sinh thái này. Đó chính là lý do mà vườn ươm doanh nghiệp cho các bác ra đời từ năm 2018. Thì những cái dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp của chúng tôi định hướng là tập trung vào giai đoạn tiền ưu tạo và giai đoạn ưu tạo thôi. Chứ mình chưa nói cái giai đoạn tăng tốc. Thì trong giai đoạn tiền ưu tạo thì tại trường đại học Quốc tế miền Đông, chúng tôi có chuyên ngành khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Tổ chức những cái sự kiện hội thảo tọa đàm khởi nghiệp cũng như là có những cái cuộc thi mang chủ đề khởi nghiệp cho tất cả các bạn trong lứa tuổi vị thành niên và thanh niên. Đối với giai đoạn ưu tạo thì chúng tôi hỗ trợ hình thành những cái kế hoạch kinh doanh. Khi các bạn có ý tưởng hoặc đến với chúng tôi thì hai bên sẽ ngồi lại làm việc với nhau, đưa ra những cái mô hình kinh doanh phù hợp, hỗ trợ các bạn kết nối với lại nguồn nhân lực cũng như là hành lá của trường đại học tới người ta. Các bạn có thể sản xuất những cái sản phẩm mẫu hoặc là những cái chuyên môn về kinh doanh. Thì khi các bạn đã sẵn sàng thì chúng tôi sẽ kết nối với những cái nguồn vốn và quỹ tài chính phù hợp nhất cho cái mảng kinh doanh của các bạn. Đây là một số cái những cái hình ảnh sơ về những cái hoạt động của người doanh nghiệp. Vào trong những bước tiến mới của sinh thái từ năm 2018 đến đây đã có rất là nhiều cả những cái bước tiến trong hệ sinh thái khởi nghiệp Bình Dương, không chỉ ở trường đại học tới miền Đông mà để ảnh cả nhiều trường đại học của Bình Dương như là trường đại học Thủ Dầu Một, trường đại học Bình Dương có rất là nhiều chương trình hỗ trợ cho các bạn. Và sở học công nghệ thì cũng có một cơ sở là tên là Bình Dương Innovation Center để cho các bạn khởi nghiệp nó càng thêm nhiều chỗ nữa để kết nối với nhau. Vừa qua trong tháng 10 thì chúng tôi đã ký kết thì BKMX đã ký kết với trường đại học gia Singapore để mà mở rộng cái mô hình khởi nghiệp của Blockchain 71 ở Việt Nam. Thì diễn giả vừa rồi có chia sẻ các bạn một số về Blockchain 71. Và vừa cũng liên hiệp BKMX thì cũng vừa mới gia nhập vào hệ thống University Business Incubator để càng mở rộng